Thì qua bài này thì mình phải biết được cấu trúc của mạch nền nó gồm những cái gì, nó có liên quan như thế nào đối với bệnh vận động và bệnh Parkinson. Thứ hai là mình phải biết được đặc điểm cơ bản của các rối loạn vận động đó là bao gồm những cái triệu chứng gì, những cái hội chứng gì bệnh. Như vậy thì rối loạn vận động ở đây, mình trước tiên là mình phải biết về cái vùng nào chi phối của vận động. Thì vùng chi phối vận động ở vỏ não, ở não bộ của chúng ta là vùng mạch nền. Như vậy cấu trúc của mạch nền nó sẽ có 5 cấu trúc ha. Thứ nhất là nhân đuôi, đèo sẵn, cầu nhạt, nhân dưới đồi và chắc đen. Đây, đây là cái vùng của hạch nền, đó là nhân đuôi nha. Và ở nguyên một cái vùng như thế này người ta gọi nó là hạch nền. Ở trong đây sẽ có bèo sẫm, cầu nhạt và chắc đen, một vùng xanh, ba cái vùng này nha. Đây, bèo sẫm, cầu nhạt, ở đây chắc đen và nhân đuôi. Thì có những cấu trúc như vậy người ta gọi chung nó là cái hạch nền nha. Cái này mình thấy được ở đâu? Thấy được trên CT của hổm trong bài gì? À, xuất huyết và nhồi máu ha, xuất huyết não, nhồi máu não. Thì nhân đuôi và bèo sẫm người ta được gọi chung là thể vân, còn bèo sẫm và cầu nhạt được gọi chung là nhân đậu. Khi người ta nói tới thể vân thì mấy em đã hình dung ra được đây là hạch nền mà trong đó nó có nhân đuôi và bèo sẫm. Còn bèo sẫm và cầu nhạt phối hợp với lại với nhau thành một cấu trúc người ta gọi là nhân đậu. Và chất đen mình thấy nó có chút xíu này thôi, nhưng mà nó có vai trò quan trọng trong bệnh lý Parkinson nha. Nếu mà chất đen đó mà nó khó quá, nó mất đi cái cục này là sẽ xảy ra bệnh Parkinson. Và chức năng của hạch nền, chức năng hạch nền nó có chức năng gì? Nó là lập kế hoạch và lập chương trình cho các cử động có liên quan đến biến những ý tưởng trừu tượng thành cái hành động của mình bên ngoài. Ví dụ như mình muốn làm cái gì đó thì cái hạch nền này nó sẽ lập kế hoạch và lập chương trình để mình thể hiện ra bên ngoài cái hành động của mình như thế nào thông qua những cái đường vận động trong hạch nền. Từ cái đường hướng tâm từ bên ngoài là mình nhìn thấy nha, đập vô vùng thị giác của mình, rồi sau đó nó dẫn truyền đến não bộ. Từ não bộ nó sẽ có những cái vùng nó liên quan đến hạch nền này, nó sẽ phóng chiếu về hạch nền này để nó lập những kế hoạch, cái hành động. Anh sẽ lập những cái ý tưởng mà mình đã nhìn thấy bên ngoài mình muốn. Ví dụ như bây giờ em thấy điện giật, em xào tay vô em điện giật, hoặc là xào tay vô chỗ nóng, bây giờ em lỡ đó à, em làm sao em giật ra nó nóng đó làm sao ra? Thì chính vì cái nóng đó em thấy lửa đó, em sẽ không đưa tay vô, thì ít nhất em phải nhìn thấy. Em nhìn thấy thì những cái em nhìn thấy được nó sẽ đưa về bộ não của em, từ cái vùng hạch nền đó nó sẽ đưa ra à, cái đó nóng, tay mình không được lại gần, tay mình phải giật lại. Thì chính những biết những cái ý tưởng của mình là biết cái chỗ nóng, và cái hành động bên ngoài của mình là sẽ rụt tay lại, mình không chạm vào cái vùng nóng đó. Đó là hạch nền nó làm cho mình được những cái chủ động như vậy, chức năng của hạch nền ha. Vòng hạch nền điều hòa vận tốc, biên độ và sự khởi đầu cho các vận động ha. Vận động ở đây nhanh hay chậm là do cái vùng hạch nền mình gây nên, hạch nền mình tạo nên. Nếu các em muốn vận động nhanh cũng phải do cái hạch nền này nó làm cho mình vận động nhanh. Nếu các em vận động chậm thì cái hạch nền này nó cũng chi phối. Nếu như mà vùng hạch nền này nó tổn thương thì nó sẽ gây ra những cái cử động bất thường về vận động, nó không kiểm soát được ha. Muốn tay mình dịch ra mình cũng không được, do cái vùng này nó mất chi phối rồi, nó không có hình thành nên những cái cử động như mong muốn. Và những cái chất dẫn truyền trong mạch nền đóng vai trò quan trọng trong cái bệnh lý vùng này bao gồm là gì? Dopamine, GABA và acetylcholine. Nhớ ba chất này thôi. Về triệu chứng học, về triệu chứng học của rối loạn vận động thì nó sẽ có những cái biểu hiện do tổn thương chức năng hạch nền gây nên, chẳng hạn như là rối loạn những cái điều hòa vận động về chủ ý, thay đổi trương lực cơ và tư thế, và rối loạn có tính chất tăng động hay giảm động. Nói chung là điều hòa về vận động của cơ thể, vận động nhanh, vận động chậm, chủ ý hay không chủ ý, và điều hòa về trương lực cơ và điều hòa về tư thế ha. Vậy khi khám vận động ở đây mình sẽ để ý là nói về tư thế, về rối loạn vận động thì mình trước tiên là mình nhìn bệnh nhân thì mình khảo sát cái gì?
Tư thế có bình thường không? Ha, đi đứng có bình thường không? Ngoài cái triệu chứng yếu liệt nha, bác sĩ đang không nói tới yếu liệt nha, mọi người bình thường không có liên quan gì tới yếu liệt hết, mà mình đang nói về sự vận động và rối loạn vận động, do đó nó không có liên quan tới trường hợp yếu liệt trong này. Một người bình thường đi đến với mình phải khảo sát xem chuyến đi người ta có bất thường hay không ha, người ta đi lắc qua lắc lại hay người ta đi cứng đơ hay là người ta đi đánh một tay. Bình thường mình đi tự động là mình sẽ đánh hai tay ha, cái đánh tay, nhưng mà trong rối loạn vận động mình khảo sát coi người ta đi đánh hai tay hay là chỉ có một tay, một tay để đứng dậy và một tay đi rất đánh rất là tự nhiên ha. Và cái bất thường này nó phân bố ở chỗ nào của cơ thể, nếu mình phát hiện ra bệnh nhân đó có một cái gì bất thường trong vận động, bất thường đó là vận động ở tay hay ở chân hay là ở vùng đầu, thậm chí ở một vùng cơ của mặt ha, và nó có nhiệt hay không. Nếu như trường hợp bệnh nhân mình thấy bệnh nhân run run đến với mình là run thì nó có rất là nhiều dạng run, và mình thấy cái này là run có nhiệt không hay là run không có nhiệt, hiểu run có nhiệt và không có nhiệt không. Ta nói nhiệt thì phải sao, nhiệt thì nó phải đều, khi mà nhắc tới nhịp là nó phải đều, còn không có nhịp là nó không đều. Và cái vận tốc nó như thế nào, rung nhanh hoặc là rung chậm, hoặc là cử động nó nhanh hay là cử động nó chậm. Và lúc mình nhìn thấy người ta đi đến ghế ngồi rồi ha, lúc mình khám bệnh thì mình để xem những cái động tác nãy giờ bất thường đó, khi cho bệnh nhân ngồi cố định như vậy thì sẽ còn hay là mất, những cái triệu chứng về rối loạn đó còn hay là mất, và khi bệnh nhân ngưng hoạt động hết, cố gắng ngưng hoạt động thì biểu hiện đó còn hay không, chứng tỏ là những cái động tác đó là chủ ý hay là vô ý mà có nên. Và khi đó bắt đầu mình kết hợp mình khám lâm sàng thì mình sẽ làm những cái động tác cho bệnh nhân thực hiện động tác để xem sau khi bệnh nhân thực hiện động tác chủ ý thì những cái động tác mà rối loạn ban đầu đó, rối loạn vận động ban đầu nó còn hay nó mất, nó tăng hay nó giảm, nhớ nha. Và còn một cái điểm nữa là nó có liên quan tới những cái yếu tố về cảm xúc. Nếu như bệnh nhân trong quá trình hợp tác khám bệnh với bác sĩ, bệnh nhân có vẻ lo lắng quá thì những cái triệu chứng rối loạn đó nó có tăng hay không nè. Là khi bệnh nhân cảm thấy thoải mái khi trao đổi vấn đề bệnh tật với bác sĩ thì những triệu chứng đó có mất đi hay không? Đó là những cái mà mình phải quan sát trong lúc mà mình khám bệnh. Và khi khám thì sao? Phải hỏi tiền sử, phải hỏi bệnh sử. Trong tiền sử bệnh nhân có như vậy hay không? Và bệnh sử bệnh nhân như thế nào? Những cái triệu chứng này đã có từ bao giờ? Hay xảy ra lúc nào? Đột ngột hay không đột ngột, xảy ra khi gắng sức hay không gắng sức, lúc ngủ hay là lúc hoạt động ban ngày, thì nó có cái những cái biểu hiện rối loạn vận động, chẳng hạn như là run. Run ở đây mình gặp rất là nhiều bệnh. Run là cái gì? Là dao động có nhịp, không có mục đích, không theo ý muốn và luân phiên giữa những cái cơ đồng vận và đối vận. Cơ đồng vận và đối vận là gì? Duỗi co, duỗi co hoặc là cái ngón tay mình nha. Và mình phải khảo sát được là run khi lúc bệnh nhân nghỉ ngơi hay lúc bệnh nhân vận động. Mà thường cái run này nó xảy ra ở đâu mấy em? Thường gặp run ở đâu? Cái này mấy bên ngoài là mình có gặp đó, mà thậm chí là những người già ở nhà đó. Đó, người nhà ở nhà cái cầm gì rung rung rung, cái nói hồi xưa ăn chân gà nhiều quá rung thì có không, có không, hoặc là uống rượu nhiều quá rung có không, có liên quan đó. Đó là bệnh, đó là một cái rung, nhưng mình sẽ phân loại ra rung sinh lý, rung do bệnh ha, chứ không phải là do ăn nhiều cái này cái kia mà bị rung nha. Rạch hết, thử đi ăn đi nữa đi có rung không. Ăn một bên còn một bên kia rung phải không. Và khi mình nói tới rung bằng tay thì mình cho bệnh nhân để bàn tay cố định, cho bàn tay duỗi, nắm tay có rung không, xòe tay ra có rung không, và cái mức độ rung nó như thế nào, nó tăng hay là nó giảm. Ai rung chỉ kỳ vậy, rung mà rung nắm tay là gì vậy, rung
mà nó xuất hiện một bên hay là hai bên nha. Trong đây mình sẽ có các loại rung, chẳng hạn như gì, rung sinh lý. Rung sinh lý gặp ở đâu? Những người già lớn tuổi nha. Theo tuổi thoái quá cái dùng ở mạch nền thì nó là rung sinh lý nha. Cái thứ hai là rung do chuyển hóa, ở đây là do gì? Do rượu. Rung do rượu nha. Và rung do rượu thì nó có biểu hiện như thế nào? Rung rung sao hả? Rung theo nhiệt là nấu gì? Rung sao? Rung vẻ là khi em kêu bệnh nhân cầm cái này, em giơ một cái này cầm lên, bệnh nhân sẽ rung. Cầm cái này bệnh nhân rung 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 vậy. Thì một rung kia về đích, cầm cái này sẽ rung nhiều hơn nha. Lúc đầu người ta đưa người ta không rung, nhưng mà tích giảm cái này người ta rung rất là nhiều nha. Và rung khi nghỉ trong hội chứng bạch kinh xanh à, bệnh nhân đi vô hoàn toàn bình thường, chỉ bất thường về cái dáng đi thôi, nhưng mà ngồi xuống rồi bệnh nhân nghỉ ngơi tiếp xúc với bác sĩ thì bắt đầu hai tay rung, mặc dù là hai tay để trên đùi không có cử động gì hết, nhưng mà bắt đầu nó sẽ rung, nó rung có nhiệt. Ai còn một cái rung sinh cũng cũng kiểu một của rung sinh lý, nó là gì? Rung vô căn tuổi già hay có tính chất gia đình nha. Hay có tính chất gia đình thì nó hình thức nó là gì? Giống như là di truyền nha. Còn rung sinh lý ở đây vẫn gặp ở người trẻ không có bệnh tật gì hết, nhưng mà từ nhỏ bắt đầu rung, người ta gọi nó là rung sinh lý. Và một cái bệnh rung ở đây, rung chủ ý đó là rung của tiểu não, nó giống như trường hợp là rung trong xe rượu vậy đó. Rung khi về đích, rung khi chủ ý cầm một cái gì đó, một làm một cái gì đó thì bắt đầu rung. Và khi mình cho đối với bệnh nhân mà rung do tiểu não thì khi mình cho bệnh nhân chạm gì đó thì nó sẽ có là quá tầm hoặc là bối tầm. Chẳng hạn như mình đụng lấy ngón tay bên đây, mình cho bệnh nhân khám tiểu não thì mình cho bệnh nhân sẽ đụng vào ngón tay mình, bệnh nhân sẽ một là bệnh nhân sẽ khám bệnh nhân sẽ đưa ra lại gì, đụng ở chỗ này, cái này lại gì quá cái tầm, đi phía sau này là quá tầm, còn đụng ngay chỗ này cũng ngang cái mức này, cũng mặt phẳng này, đụng dưới đây, nhưng mà bệnh nhân không đụng ngay đây mà bệnh nhân đụng ngay đây, đụng đây, ta kêu bằng rối tầm. Người ta sẽ nói mất cái tay như nè, ta không có đụng được cái đích điểm đó nghe, ta kêu bằng quà rối tầm đó. Như vậy rung tư thế ở đây nó sẽ gặp trong trường hợp nào? Rung tư thế gặp trong trường hợp rung sinh lý và rung có nhiệt, thường là ở tay hoặc là ở chân à, xuất hiện khi mình ở một cái tư thế nào đó, chẳng hạn như cái gì, bây giờ mấy em nhón gót đi nha, mấy em chống cái mũi chân xuống đất à, chống hai cái mũi chân xuống đất và để một hồi thử cái chân của em có rung không. Nó sẽ rung một chân thôi, chống một chân, một cái mũi chân xuống đất thôi, bỏ dép ra chống đi nha, chống một hồi tự nhiên các chân của em chịu cái trọng lực chân trên đó, một hồi cái chân của em sẽ rung à, nó sẽ rung cái gót. Đâu phải chống vậy, chống cái mũi chân nha, đâu có đi đâu kêu chống cái gót chân, không phân biệt được gót chân và mũi chân nha. Kêu rồi không xác định được cái vị trí của cơ thể là kêu rồi. Nhưng mà rung tư thế này sẽ không là bệnh lý, nó là sinh lý thôi, bình thường không gây gì hết ha, chỉ làm cho mình cảm giác mình không được thẩm mỹ khi mình ngồi mình tiếp xúc với người nào đó thôi. Và cái thứ hai là rung vẩy. Rung vẩy này là rung ở tư thế chuyển hóa, những cái bệnh chuyển hóa chẳng hạn như là rối loạn về điện giải, cai rượu, nó suy gan, suy phổi, thận. Và khi khám, khi bệnh nhân duỗi cổ tay ra, cái các ngón tay duỗi à. Bệnh nhân uống rượu đó, kêu bệnh nhân làm thử đây, rồi kêu bệnh nhân đụng một cái gì đó đem về này, rồi sao mà đụng cũng được rất là rõ, nhất là những trường hợp bệnh nhân nghiện rượu. À, mình chỉ cần nhìn cái gương mặt là một mấy em khám quen rồi. Cái thứ hai do bệnh nhân là bệnh nhân khi bệnh nhân thực hiện đưa cái bàn tay ra là mình thấy họ có người uống rượu không? Không, họ lần nữa có không? Không, cho trả lời một lần nữa để cho thuốc. Dạ có bác sĩ. Bác sĩ nhìn là ra bệnh rồi thì giấu là thiệt thòi nha. Thằng rung chủ ý chỉ xảy ra khi mình hoạt động ha. Rung nãy là rung sinh lý, rung khi nghỉ, rung chủ ý là xảy ra trong khi mình hoạt động, do tổn thương cuốn tiểu não, ngộ độc thuốc
động kinh chống phenytoin nè, ngộ độc thuốc phenytoin là thuốc chống động kinh đó, thuốc điều trị co giật hay rượu, và có thể bệnh vô sinh. Bệnh vô sinh là bệnh lắng động đồng ha, ngộ độc chất đồng, lắng động đồng không cần thiết, không có như không cần nhớ này đâu, mình chỉ nhớ là rung sinh lý, rung tư thế gặp trong bệnh gì, rung vẩy là thường gặp ở đâu, rung tư thế gặp ở trường hợp nào, và rung vẩy gặp ở đâu rồi, rung chủ ý gặp ở đâu, và rung khi nghỉ gặp những bệnh nào ha. Như vậy rung tư thế thường là rung sinh lý ha, không có nghĩa bệnh lý. Rung vẩy là của rối loạn chuyển hóa, cai rượu, suy gan thận. Còn rung chủ ý là khi mình hoạt động, thường là do tổn thương ở tiểu não. Còn rung khi nghỉ là phải nói đến hội chứng Parkinson ha. Rung chủ ý thường là tổn thương tiểu não, rung khi nghỉ là Parkinson, rung tư thế là sinh lý, phải không? Đó, rung tư thế là sinh lý, còn rung vẩy là trong hội chứng chuyển hóa, cai rượu, suy gan. Thưa gặp, cái này có thi nha. Nó có những cái triệu chứng đó, rối loạn vận động đó. Cái thứ hai của tiếp theo cái rung đó là muốn giật. Bác Tiên chỉ muốn các em tới cái rung. Ha, rung là cái mình thường gặp, còn muốn giật thì khi mình đi chuyên nhìn là chuyện về nội thần kinh đó mình mới thường gặp. Muốn giật ở đây là gì? Là những cái cơ giật và cơ không đều, không chú ý và không dự đoán xuất hiện ở một phần chi và nửa người trên, dán đi như múa, lời nói không đều, động tác là những cái động tác nói tiếp nhanh, biến dạng, trở nên vụng về. Nói như vậy thì mình không hình dung ra cái múa giật nó là sao không? Hình dung ra múa giật không? Giật cơ không đều, giật vừa giật vừa múa, vừa giật vừa múa ha. Cái này trong những trường hợp những cái bệnh lý về thoái hóa và cái bệnh lý là CD-HOM, nhưng mà cái này rất là ít gặp, hiếm gặp. Còn múa vung ở đây là những cử động vung xoay ném chi, gốc chi nhiều hơn ngọn chi, thay đổi không đều, không thể dự đoán, có biên độ rộng và nhanh. Đây, cái này là kỳ mục vùng, bắt đầu từ cái góc chi của mình, cái góc tay của mình ha, cử động nhanh đó, xoay nhanh. Còn múa vợn ở đây gì? Thường gặp ở đâu? Những cử động chậm, ngoằn ngoèo, không đều, liên tục và co cứng xảy ra ở ngọn chi, tuy nhiên cơ bả vai, cơ chặn đùi cũng có liên quan. Như vậy thì với một cái định nghĩa như vậy thì các em thử cử động coi, là cử động chậm, ngoằn ngoèo, không đều, múa vợn thường xảy ra ở ngọn chi ha. Còn muốn biết nữa thì đi dò gõ vô YouTube á, xem cái động tác múa vờn nó như thế nào để mình tham khảo thêm. Có tiên làm không có giống ha, chỉ hình dung cho các em biết là cái động tác nó xuất phát từ gốc chi hay là ngọn chi để mình hình dung ra những cái triệu chứng đó. Còn loạn trương lực cơ ở đây là những cử động mạnh, duy trì chậm, vặn vẹo của cơ trục, cơ cổ. Cái này là có cả nha. Có những bệnh nhân rất là tội nghiệp ở loạn trương lực cơ như thế này, là nhất là cái vùng cơ cổ, người ta sẽ ngửa cổ và dặn dẹo cái vùng cổ này, không cái gương mặt không có đưa về phía trước được, mà lúc nào cũng ngửa lên như vậy hết, làm cho rất là tội nghiệp, tại vì nó rất là mỏi. Khi mà tụi em chỉ cần ngước động tác cổ chừng 5-10 giây thôi là các em cảm giác nó mỏi vùng cổ này. Còn bệnh nhân thì lúc nào cũng dặn cái vùng cổ và cái cử động đầu nó không có ngừng lại được. Khi mà người ta lo lắng thì cái cử động đầu nó càng tăng, nó dặn ra phía sau và nó có những cái động tác của ưỡn cổ rất là khó chịu. Đây là những cử động mạnh, duy trì chậm, vặn vẹo cơ trục, nhắc lại vùng cổ, phần gốc di. Cái này ngoài cái cổ ra thì bệnh nhân có những cái cử động tay, chẳng hạn mình cứ nghĩ là do cái di chứng của bại não, mình nghĩ là di chứng của bại não hoặc là di chứng những cái tổn thương gì trước đây, bại liệt gì trước đây. Mình thường gặp ở những trẻ nam cũng có bệnh nhân đi, những đứa trẻ đó, cái đó kêu bằng di chứng của bại não,
hoặc là những cái bệnh rối loạn vận động, mình không gọi là bệnh, không có gọi là bệnh được, tại vì đó là cái di chứng rồi, nó cũ rồi, hiện tại nó vẫn sống, nó mang cái di chứng vậy. Đi cái tay người ta uốn éo, người ta dặn, người ta không có kiểm soát được. Mà khi mà mình hỏi bệnh thì bắt đầu những cái cử động đó nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ nhiều hơn, nó dặn dẹo cơ thể nhiều hơn. Như vậy ta kêu bằng loạn trương lực cơ. Và đối với cái bệnh loạn trương lực cơ này mình có điều trị ha. Mình tiêm cái toxin á để có thể là nó giảm được cái triệu chứng của loạn vận động. Và cái hướng này bác tiên cũng đi học cái phần tiêm botulinum nè để cho nó làm giảm cái loạn vận động. Tiết ha, nãy mình nói tiết rồi, bây giờ tiết là cái gì? Là những co thắt nhân không theo ý muốn lặp đi lặp lại thành cái thói quen. Mình xem nictabin hoặc là mình thấy cái của người nào đó, mình thần tượng người nào quá, mình bắt chước theo rồi nó sẽ thành hình thành cái thói quen của mình. Nháy mắt, nhét miệng hay là trợn mắt, phồng má gì đó. Có cái tích là ở cái vùng dạ dày luôn. Giống như người ta là bị nách cục liên tục luôn. Mình cứ nghĩ là do hiện tượng bị cơ hoành nó bị kích thích. Tại vì cơ hoành kích thích nó sẽ tạo ra cái nắp cục, nhưng mà không phải, đó là cái tích. À, cái kêu bằng tích ở cơ hoành. Và lúc đó là mình sẽ điều trị tích bằng cách khác, chứ không có điều trị bằng cái triệu chứng của nắp cục, mà mình phải điều trị của chuyên về bệnh về thần kinh, chứ không phải là điều trị bệnh của tiêu hóa ha. Hai ý khác nhau nha. Và những cái tích này có thể khởi phát bởi cảm xúc, người ta vui quá người ta muốn làm vậy ha. Rồi như ức chế được không? Được. Kêu ngồi im được không? Cố gắng nín thở lại để giảm cái kích thích được không? Được. Hoặc là bây giờ cứ nháy mắt phồng má vậy, kêu ngồi im thôi, tập trung lại. Hoặc là mình cố ý mình nói chuyện về một chuyện khác, bệnh nhân sẽ mất ha. Những cái đó mình thay thế, mình có thể uyển chuyển là cho bệnh nhân mất đi, tự mất đi kiểm soát được. Nha, thường xuất hiện ở trẻ con hay là người lớn nha. Rồi một cái rối loạn vận động tiếp theo đó là myoclonus, đó là giật cơ nha. Gồm những biểu hiện nhanh ngắn đột ngột như điện giật, không có nhiệt, thường liên quan tới một cơ, một phần cơ, một nhóm cơ nào đó, xảy ra ở mặt, hàm, lưỡi, hầu, thanh quản. Cái này mình gặp trên lâm sàng là thường gặp ở cái nhóm dùng cơ mặt. Bệnh nhân sẽ co thắt giật cơ nửa mặt, liên tục giật cơ dùng mắt hoặc dùng miệng ha. Mình cứ nghĩ đó là cái động kinh, có thể mình nói là động kinh cục bộ dùng mặt cũng được vậy, nhưng mà mình phải coi cái này, cái biểu hiện này nó có liên tục không. Thường trong cái động kinh thì nó phải có cơ ha, động kinh cục bộ thì nó cũng phải có cơ, còn cái này nó làm liên tục như vậy, mình không thể nào mình đưa vô là trạng thái động kinh của cái cơ dùng mặt được, mà mình phải coi đây có phải là một cái giật cơ không ha. Myoclonus giảm động. Và cái triệu chứng thứ hai, cái triệu chứng tiếp theo nữa là cái triệu chứng giảm động, tăng động. Rồi bây giờ giảm động, tăng động, giảm động ha. Giảm động ở đây là cái gì? Cứng cơ và bất động. Nó có trường hợp là bất động, cứng cơ, mà thường đó là cái xanh. Như vậy qua cái bài rối loạn vận động này, mình phải hiểu được cấu trúc của hạch nền là như thế nào ha. Thì qua cái phần rối loạn về vận động, mình phải nắm được thứ nhất là cấu trúc của hạch nền gồm có mấy thành phần? 5 thành phần. Trong 5 thành phần đó thì phần nào kết hợp lại với nhau thì gọi là còn cái thứ hai gọi là nhân đậu. Phải hiểu được cái đó nha. Cấu trúc 5 phần, phần nào với phần nào kết hợp lại thể văn, phần nào kết hợp lại là nhân đậu. Và chức năng của hạch nền là làm cái gì? Lập kế hoạch, lập chương trình để làm cái gì? Để cho các cử động. Nhưng mà nhớ hay chính thôi, chức năng của hạch nền là lập kế hoạch và lập chương trình cho hoạt động của chủ ý nha.
Khi mà có một cái tổn thương nào đó ở vòng mạch này, nó sẽ có biểu hiện về vận động à, bên ngoài, ra bên ngoài. Khi khám vận động bất thường thì phải nắm được những cái ý như thế này. Quan sát bệnh nhân, khi bệnh nhân bắt đầu đi như thế nào nha, cử động có đối xứng hay không, có nhịp hay không, và vận tốc như thế nào, biên độ như thế nào, nó có liên quan đến nghỉ ngơi hay là vận động gì hay không, có liên quan đến gắng sức hay là yếu tố về tâm lý. Các cần nắm ở đây là đối với triệu chứng rối loạn về vận động. Trong đây thì nó sẽ có hai ý, thứ nhất là tăng động và giảm động. Tăng động thì nó sẽ có những biểu hiện của những triệu chứng gì, chẳng hạn như là run. Cái thứ hai là múa giật, múa vờn. Là gì nữa? Múa giật, múa vờn là gì nữa? Múa vung. Rồi cái gì nữa? Loạn cương lực cơ. Nghe. Đó, tích. Như vậy thì trong rối loạn vận động tăng động nó sẽ có những biểu hiện gì, nó có những cái rối loạn gì, và trong giảm động nó sẽ có triệu chứng gì, cứng cơ và bất động. Để gom lại ý chính như vậy. Trong rung thì sao? Rung à, rung có mấy loại rung? 4 loại rung à, rung tư thế, rung vẩy, rung chủ ý và rung suy nghĩ. Đúng rồi, có 4 ý rung, và quan trọng là rung gì? Rung suy nghĩ. Rồi, chính xác nha. Chỉ cần mấy em nắm bài như vậy là được rồi nha.